Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã không xuất hiện tại các sự kiện công khai gần một tuần qua, giữa đồn đoán về sức khỏe của ông. Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko hôm 14 tháng 5 thay Tổng thống Lukashenko đọc thông điệp chúc mừng người dân cả nước trong buổi lễ thường niên được truyền hình trực tiếp, nơi thanh niên cam kết trung thành với lá cờ tổ quốc. Ông Lukashenko hôm 9 tháng 5 tham dự các sự kiện liên quan ngày chiến thắng ở thủ đô Minsk, nhưng không phát biểu như thường lệ. Đó cũng là lần gần nhất lãnh đạo 68 tuổi xuất hiện trước công chúng. Tại sự kiện hai tuần trước đó, giọng ông Lukashenko có vẻ khàn. Sau khi xem lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ, ông lên xe đến tượng đài liệt sĩ vô danh cách đó khoảng 300 mét để đặt hoa, trong khi ông Putin đi bộ đến đây cùng lãnh đạo Armenia và 5 quốc gia Trung Á. Ông Lukashenko sau đó rời Moscow, không dự tiệc trưa do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì tại Điện Kremlin. Nhiều nhà báo mô tả ông Lukashenko có vẻ mệt mỏi. Sẽ rất không phù hợp nếu tôi bình luận về sức khỏe của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov nói tại cuộc họp báo ngày 10 tháng 5, khi được hỏi liệu sức khỏe có phải là nguyên nhân khiến ông Lukashenko vắng mặt trong tiệc trưa hay không. Peskov nói thêm rằng Tổng thống Lukashenko cũng có các sự kiện liên quan ngày chiến thắng ở Minsk và đó là lý do ông ấy phải rời đi sớm nhất có thể. Truyền thông Nga dẫn lời nghị sĩ Nga, Konstantin Zatulin nói rằng ông Lukashenko chỉ đơn giản là bị ốm và có lẽ cần được nghỉ ngơi. Văn phòng của ông Lukashenko từ chối bình luận về sự vắng mặt của ông, trong khi hãng tin đối lập Euroradio nói rằng ông Lukashenko được đưa đến một bệnh viện ở Minsk hôm 13 tháng 5. Ông Lukashenko lãnh đạo Belarus từ năm 1994 và là đồng minh thân cận của Tổng thống Putin. Tổng thống Belarus đã cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ để đưa quân vào Ukraine. Theo Reuters, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.